Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tùng Mai Hoàng. Hôm nay mình tiếp tục lên chín phôi mai giảo Thủ Đức nha quý vị. Bông bao bông 9 đến 12 cánh ha. Cái này quá trời hết sức, cái này cũ nở vậy. Rất mong cô chú bác ủng hộ kênh mình ha. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Rất cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh mình ha. Đó, thành thật cảm ơn rất nhiều. Đây, mình tiến hành vào cây số 1. Cây số 1, chiều cao 62, quanh 21. Đó, để đều bốn mặt nha quý vị. Lùng lực ha. Này mình thay vì mình rút cái tay cành này vô cục cục là ha, là cây cái lực lắm đó quý vị. Rút tay cành vô ha. Đó. Rồi, mã số 1 vô lưu 1,2 triệu, bao ship toàn quốc. Địa chỉ mình ấp Hòa Thới, Sau Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Số điện thoại mình ghi trên phần tiêu đề nha quý vị. Đó. Bao bông quý vị là 9 đến 12 cánh ha, bao ship, bao sống toàn quốc. Đó. Đây khá ok nha quý vị. Nay mình lên 9 lô quý vị, 9 phôi. Ok ok quý vị. Rồi, trở lại. Đây. Phôi số 2. Phôi đế nên. Đế nên mình ha, chỉ cần đắc lượng. 81 chữ cao. Cũ nở. Quanh ngày chỉ này 19. Cũ 46. Đường kính bầu ơi. Đường kính bầu 40. 37 à. Này vô chậu 4 tấc rồi của gì vậy? Tay cành lắc lượng ha. Muốn ngon nó vô chậu 5 tấc được rồi quý vị. Thân lắc lượng rồi quý vị. Cây rất ok nha quý vị. Rồi, cây số 2 Zalo đấy quý vị là giá 1,5 triệu. Bao ship, bao bông, bao tất cả. À. Để nên nha quý vị. Để được lực ha. Đó, rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha. Rồi tiếp tục phôi số 3. Lại là một cây lùng lực luôn. Đích chà bá luôn. Chiều cao 67. Quanh ngay chỉ này. Dướng cục. Quanh chỉ này 19. Cây rất mạnh quý vị, bắn tọt ha. Tọt xịt ha. Cây lục lùng lực. Để tứ diện như vậy, bao để 28 giờ ha. Đó. Tay cành thì ok, mau chơi. Rồi, phôi số 3 giao lưu quý vị 1,2 triệu ha. Phôi số 3 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc ha. Đây, con này giữ đây. Phôi số 4. Bị đít giữ à. Chiều cao 73. Quanh ngay chỉ này 19, củ để đặt đây. Củ này nguyên củ đặt nha quý vị. Nguyên cái bệ đặt nha. 43. Nguyên củ đặt chà bá luôn nha quý vị, không có nó liền luôn nha quý vị. Không có như con rễ ha, nó liền luôn á. Nguyên củ liền luôn, đế nôm. Nó liền dính luôn chứ là như một cốt luôn quý vị. Không phải là cái rễ nữa nha quý vị. Thân nữa nha. Rồi, mã số 4 giao lưu 1,6 triệu nha quý vị. 1,6 triệu, mã số 4. Đó, bao ship vậy ha. Tay cành ok. Ok. Để đều 4 mặt nha quý vị. À. Trong đây nó có một cọng rễ nữa nè. Rồi, mã số 4 Zalo 1,6 triệu nha quý vị. Tiếp tục, mã số 5. Đây, mã số 5. Lùng lực không nghe. Chiều cao 79. Quanh cái chỉ này 25. Tên con rễ 25 nha quý vị. Cục mấy cục xù lâm nham ha. Thân con nách xù chảy ha. Nói tưởng tượng lên ha.
tay cành đều, lá xanh lét, thân lắc lượng, lùng lực 79, chiều cao ngay tim thần tài luôn nha quý vị. Để rễ đều bốn mặt đó, dán trực ha, dán trực quân tử ha, tiền thông rồi. Mã số 5 cho lô quý vị là giá 1.700.000 ha, giá 1.700.000 mã số 5. Đây một cây trực lắc luôn nha quý vị, thân lắc lượng ha, chiều cao 99, quanh ngay chí này là 21, có hơn tính 21 đó, để nó sổ xuống ha quý vị, rải đều bốn mặt ha. Thân lắc lượng ha, tay cành đều, tay cành này khỏi nói đều luôn, quá đều. Mã số 6 vô lưu đi quỳ là giá 1.700.000 nha, 1.700.000 mã số 6 cho một cây đế nôm ha quý vị, cũng nở rồi. Mã số 8 chiều cao 79 luôn, quanh này chí này là 22 đó, 22 đế đều bốn mặt nha quý vị, lùng lực tay cành thì bỏ đều đó nha quý vị, lùng lực cây này rất ok rồi. Mã số 8 giao lưu đấy quý vị là giá, ủa mã số 7 mã số 7 giao lưu quý vị 1.600.000 ha, số 7 giao lưu 1.600.000 lùng lực rồi. Tiếp tục mã số 8, đây một cây lại cũng lùng lực, có đích chà bá luôn, chiều cao 66, quận này chí này là 23, cái củ đặc đó kìa, con này cũng củ đặc nha quý vị, củ đặc nó là 38 nha, củ đặc ha. Đấy, điều tứ diện nha quý vị. Thân lắc lượng ha, tay cành rải nhịp nhàng 1 2 3 4 ha. Đó, số 8 giao lưu đấy quý vị là giá 1.400.000. Đó. Đức chà bá nha quý vị. Không có mặt đế nào nha quý vị. Đây nó có con đế triệu đây ha. Không có mặt đế nào ha. Đó. Số 8 giao lưu 1.400.000. Rồi, mã số 9 của clip. Cây này là VIP bị bẹp luôn. Thân thì lắc lượng ha, tay cành đều cuốn mặt, chiều cao từ bầu lên là 86, cái này đang tượng xù nha quý vị, quanh ngay chí này là 21 có hơn ha, nguyên cục xù cho bá ha. Đó, nguyên cục xù cho bá luôn, lắc đâu cũng có bể xù nha quý vị, mấy cái tay cành này cũng có xù ráo ha. Đây cái đít nở chà bá ha. Rồi, mã số 9 giao lưu với quý vị là giá 1.500.000 ha. Cho mã số 9 ha. Ở đây để đều đó nha quý vị. Để nó đều đây ha, ha. Chỗ nào cũng có đấy ha. Cắm xuống ha. Mã số 9 giao lưu 1.500.000 nha quý vị. Rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha. Clip mình chân thành cảm ơn quý vị. Rất mong quý vị ủng hộ kênh, đăng ký kênh và chia sẻ cho những người cùng xem quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.